mày như một con chó mà tao nuôi. Anh có biết tôi hả? Vậy em là người nhà của anh hả? Hai người quan hệ sao? Sao tôi biết được? Với số tiền tôi nợ cô á, tôi nghĩ món cần trả lớn. Sao vậy? Còn thiếu nợ không? Sao giỏi giỏi dữ vậy? Bộ tuyển thủ quốc gia thiệt hả? Hôm nay tôi mới biết mình làm nghề gì. Cắt cho tôi. Nghề gì? Diễn viên. Trời ơi, ai kêu anh ra vậy? Đi vô. Em biết Lý Hùng Việt Chinh không? Anh là quần chúng từ thời đó tới bây giờ anh vẫn là quần chúng. Cảnh thì cảnh của tao mà. Điếm ra. Chỗ trơ nắng, còn không còn đêm, bất cần tạo con chân quá. Lỡ như USB của Hồ Phương bị lộ ra thì tiền của tất cả chúng ta sẽ trở về số không đó. Tôi nhớ lại tất cả rồi. Gặp được nhau không yêu bao giờ sao? Mà tôi sẽ làm tất cả những điều anh muốn chỉ cần Phương được sống. Tôi nhận ra rằng tôi với Mai không sống trong một thế giới. Không thể nào để cho thằng chó nó chạy được. Đúng rồi, mà có chạy á, chỉ có lên bàn thờ nhà mình thôi. Hút xác nó luôn. Mọi người hãy tìm anh giúp em đi. Con em không thể nào không có cha. Ê, chạy xe đó kìa. Em gọi cho chương trình thì nó chết của hai chị em mình. Tôi đang đuổi xe nó nè. Đây là đường Nguyễn Hữu Cảnh cô. Nó làm gì không?